Hello chị Ánh, em cần tìm nhà hướng Tây hoặc là hướng Đông Nam, không lỗi phong thủy, không ngõ đâm cột điện, không thóp hậu, không gần đình chùa miếu mạo, diện tích lớn hơn 30 m, nhà phải hai mặt thoáng, ô tô một là đỗ cửa, hai là cách nhà khoảng tầm 50 m thôi, tài chính từ 2 đến 3 tỷ. Chị có căn nào giới thiệu cho em? Ok, có luôn. Đây chính là căn nhà mà mình muốn giới thiệu tới tất cả mọi người. Với cái căn nhà này thì đúng với cái yêu cầu của bạn này luôn này. Hướng nhà là hướng Đông Nam. Mà mặt tiền của ngôi nhà thì không có những cái lỗi phong thủy như bạn ấy yêu cầu. Và cái diện tích là 32 mét vuông, hai mặt thoáng mọi người nha. Với căn nhà này, vị trí cụ thể thuộc ngõ 116 phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Ngõ trước nhà rất rộng, 2 mét rưỡi. Đây. Đây các bác nha. Đó. Hai mặt thoáng đây, thực tế căn nhà này. Giá căn này rất rẻ, 2 tỷ 150 triệu đồng. Cách đường ô tô đúng 50 mét. Trời ơi, quá là tiện, đi lại vô cùng hợp lý mọi người nha. Đây, hai mặt thoáng thì cửa sổ thông thoáng mở ra hướng bên ngoài. Và ở đây là có hai căn. Thì mời mọi người theo em vào vị trí căn nhà. Đây, với căn nhà này 32 mét vuông, mặt tiền 3 mét 2, rất là thông thoáng. Thiết kế mỗi tầng 2 phòng ngủ. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đặc biệt rất là gần với trường Đại học Phenica nha các bác. Từ vị trí này mà ra tới trường Phenica thì nó chỉ khoảng tầm 1,2 km thôi. Đi lại rất là thuận tiện, xung quanh thì dân sinh, không thiếu một cái thứ gì các bác nha. Và căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Giá chào bán rất là hợp lý, 2 tỷ 150 triệu đồng. Yêu cầu của bạn kia là từ 2 tỷ cho tới 3 tỷ thì căn nhà này rất là hợp lý. Phần còn lại có thể mua cho mình một chiếc xe ô tô để đi lại phục vụ gia đình nha các bác. Đó, với phần hoàn thiện như sau, hai lớp cửa chính thì là bên ngoài là cửa sắt, sắt kéo các bác nha. Đây, các bác có thể nhìn thực tế này, đều được sơn tĩnh điện rồi. Cửa bên trong là cửa nhôm, nhôm kính. Và cái phần hoàn thiện đủ đầy đủ hết, trần thạch cao, thiết bị vệ sinh, tủ bếp, cũng như là phần sơn này, phần công tơ điện, công tơ nước đều đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Với cái căn nhà này, sổ đỏ chính chủ bàn giao luôn. Đây là phần phòng khách mà Ngọc Ánh chia sẻ tới mọi người. Thực ra thì khi mà có những review thì rất là chi tiết cụ thể, nên là bây giờ mọi người muốn có cái yêu cầu gì thì cứ recommend ở phía dưới phần bình luận để Ngọc Ánh có thể đọc được và có thể chia sẻ lại với mọi người nhá. Phần phòng bếp của ngôi nhà đây cũng khá là rộng quý vị ạ. Với diện tích 32 m thì chắc hẳn có những quý vị đang có những cái lô đất từ 30 cho tới 32 m mà không biết là thiết kế kiểu gì cho nó hài hòa. Thì căn nhà này cũng là một cái căn nhà mẫu lý tưởng để cho quý vị có thể cân nhắc và thiết kế theo cái mong muốn của mình. Phần phòng bếp đã được hoàn thiện xong hết rồi, toàn bộ tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ đấy mọi người ơi, tủ gỗ sồi mọi người nha. Đây, rất là chắc chắn, đầy đủ tiện ích, đầy đủ công năng. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá đen granite. Và phụ kiện bếp đi kèm đều được lắp đặt đầy đủ, chất liệu inox 304. Đây quý vị có thể nhìn thực tế nhá. Nói chung với căn nhà này phục vụ vợ chồng trẻ rất là hợp lý. Giá chào bán thì 2 tỷ 150 triệu, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng. Vậy thì quý vị mà có đang phần thắc mắc về cái vấn đề ngân hàng thì có thể liên hệ ngay với Ngọc Ánh để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho các bác về cái chế độ vay ngân hàng, thời gian bao nhiêu và cái lãi suất như thế nào nhá. Tầng 1 của ngôi nhà thiết kế thêm một phòng vệ sinh nhỏ nhắn xinh xắn. Đây, cái phòng vệ sinh của tầng 1 như Ngọc Ánh đang đứng thì có thể, đây mọi người có thể nhìn thực tế nhá. Chỉ có một cái bồn cầu này, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà thôi. Căn nhà này là 3 tầng nha mọi người. Tuy nhiên thiết kế 3 tầng có hài hòa và có hợp lý hay không thì mời mọi người đừng rời mắt khỏi video để có thể theo dõi thêm tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà thiết kế như thế nào nha. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim. Mặt bậc của bậc cầu thang thì là ốp đá đen trắng quý vị ạ. Và mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 2 của ngôi nhà. Cầu thang đi lên phía trên tầng 2 và tầng 3 thì rất là rộng mọi người nha. Và nó không bị dốc, không có độ dốc luôn. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như sau. Một tầng gồm 2 phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh ở phía giữa. Thì mời mọi người theo em vào phòng ngủ đầu tiên trên tầng 2. Thực tế cứ như quý vị nhìn thấy, căn nhà này là lô góc hai mặt thoáng, bởi vậy cho nên cửa sổ thông thoáng mở ra hướng bên phía bên cạnh.
Những cái căn phòng ngủ này thì chủ đầu tư đều thiết kế đầy đủ ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa hết rồi quý vị nhá. Đó. Căn phòng ngủ này cũng rất là vuông vắn, rộng. Và được ở đây, cái căn phòng ngủ này là được lát sàn gỗ công nghiệp rồi ạ. Đó. Cửa thông phòng. Cửa gỗ lim mọi người nha. Đây. Quý vị nhìn thực tế luôn. Tiếp theo, đó là căn phòng ngủ thứ hai. Cũng được lát sàn gỗ rồi. Đây. Cái căn phòng ngủ thứ hai này thì thiết kế là có rèm cửa mọi người nha. Có hệ thống rèm cửa này, cửa sổ trước, cửa sổ sau ở bên cạnh. Rất là thoáng. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà đã có hai phòng ngủ rồi đấy các bác ạ. Có hài hòa không ạ? Với cái diện tích 32m này, đối với nhiều người thì diện tích nó rất là nhỏ. Nhưng với vị trí ở Hà Nội thì 32m này thiết kế như thế nào cho nó hợp lý, cho nó hài hòa, cho nó đáp ứng đầy đủ công năng đối với một hộ gia đình sử dụng, thì đó mới là cái yêu cầu của quý khách hàng khi mà theo dõi kênh của bên Ngọc Ánh. Và phía tầng 2 đây là có một phòng vệ sinh ở giữa. Các bác nha, đây, đầy đủ hệ thống bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, cửa sổ thông thoáng này, quạt hút mùi này, ống chờ bình nóng lạnh này. Đó, nói chung với căn nhà này thì chỉ việc kéo hành lý về và ở ngay thôi. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà rồi, vậy thì phần còn lại tầng 3 của ngôi nhà thiết kế ra sao? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 nha. Với cái phần tầng 3 của ngôi nhà này cũng là tầng cuối cùng của ngôi nhà, vậy thì thiết kế như sau. Tầng 3 thiết kế gồm một phòng ngủ, một phòng vệ sinh, một phòng thờ và một khu vực sân phơi. Wow, thiết kế rất là hợp lý đúng không ạ? Đây là căn phòng ngủ thứ 3 của ngôi nhà. Đó, các bác có thể nhìn thấy không ạ? Với cái diện tích 32m xây 3 tầng mà chủ đầu tư vẫn thiết kế được 3 phòng ngủ xinh xắn, hợp lý, đáp ứng công năng sử dụng của hộ gia đình. Nếu như có con nhỏ và có bà ở cùng cũng rất là hợp lý nha các bác. Đó. Tất cả các phòng ngủ đều được lát sàn gỗ rất là ấm cúng. Tất cả các phòng ngủ đều được thiết kế trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Và tất cả các phòng ngủ đều sử dụng cửa thông phòng là cửa gỗ. Đó. Đây là phòng ngủ phía tầng 3. Phòng vệ sinh ở phía dưới tầng 3 đây vẫn đáp ứng 3 phòng vệ sinh 3 tầng mọi người nha. Đó. Tiếp theo, đó là khu vực phòng thờ. Nhỏ nhắn, xinh xắn, hợp lý, ấm cúng các bác ạ. Đây, phòng thờ đây. Khá là hợp lý đúng không ạ? Riêng phần phòng thờ thì chủ đầu tư là ở đây là lát gạch, gạch gỗ, kích thước là gạch 60-60. Và phần cuối cùng, phần còn lại đó chính là phần sân phơi. Đây chính là phần sân phơi của ngôi nhà, cũng có cửa riêng các bác nha. Đó. Khu vực để máy giặt ở đây. Khu vực để máy giặt ở đây ạ. Thế như Ngọc Ánh đã chia sẻ rồi, cái phần cái nhà này diện tích là 32m, thiết kế và xây dựng là 3 tầng, giá chào bán 2 tỷ 150 triệu đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, cụ thể ở thuộc phố Yên Lộ, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, hiện tại bên Ngọc Ánh có một số cái vị trí bất động sản rất là rẻ mọi người nha. 1 tỷ 450 triệu đồng với căn nhà 3 tầng, với căn nhà 4 tầng, sổ đỏ đầy đủ mọi người. Liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 để em có thể tư vấn hỗ trợ mọi người mua được căn nhà ưng ý nhất nhá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.